Ra ngoài mang gì cho nhẹ phí, tích hợp thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước Petrolimax ID trong cùng một thẻ, siêu thẻ 4-1 đầu tiên tại Việt Nam. Đăng ký online có thể dùng ngay, tất cả gói gọn trong một thẻ đa năng, chi trước trả sau, miễn lãi đến 45 ngày, tích điểm tại Petrolimax toàn quốc, rút tiền mặt tại hàng nghìn máy ATM, mua sắm online, chuyển khoản trong tích tắc, thanh toán toàn cầu, phá vỡ mọi giới hạn thanh toán. Mở thẻ ngay hôm nay, ưu đãi ngập tràn, siêu thẻ quốc dân cân mọi nhu cầu. Đề nghị quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể khán giả nhiệt liệt chào đón câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng và câu lạc bộ Thái Sơn Bắc.
Xin kính chào quý khán giả truyền hình thân mến. Chúng ta cùng quay trở lại với nhà thi đấu Futsal quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước mắt tất cả quý vị và các bạn sẽ là trận đối đầu giữa hai câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng và câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia mùa giải năm 2023. Và ở trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng họ sẽ ra sân với bộ trang phục toàn đỏ. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải và sẽ ra sân với bộ trang phục toàn trắng. Và đây là đội hình ra sân của câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Đứng trong khung gỗ của Tân Hiệp Hưng đó là thủ thành Huỳnh Văn Lê Hậu. Các vị trí còn lại bao gồm số 12 Minh Quảng, số 14 Quang Vinh, số 18 Xuân An và số 20 đó là đội trưởng Tấn Đông. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng đó là ông Trương Quốc Tuấn. Và đây là đội hình ra quân của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trong khung gỗ của đội bóng áo trắng đó là thủ thành mang áo số 2 Trương Văn Thành. Các vị trí còn lại bao gồm số 10 Nguyễn Thành Tín, số 12 Từ Minh Quang, số 18 Triệu Xuân Linh và số 19 là vị trí của An Lâm Tới. Ở trận đấu trước đó diễn ra cũng tại nhà thi đấu Futsal quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh họ đã giành chiến thắng trước đội bóng Hà Nội FC với tỷ số là 3-1. Và bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ cùng theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Đại diện của bóng đá Futsal miền Nam đó là Tân Hiệp Hưng sẽ đối đầu với một đại diện nữa của bóng đá Futsal miền Bắc đó là câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Trên màn nhỏ của tất cả quý vị và các bạn đó là huấn luyện viên trưởng Trương Quốc Tuấn của câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Chúng ta cũng có thể thấy tổ đấu đầu tiên của đội bóng áo đỏ cũng như là đội bóng áo trắng của Thái Sơn Bắc cũng đã xuất hiện. Và đây là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, huấn luyện viên Acosta Garcia Victor. Ba trợ lý của ông Trương Quốc Tuấn bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng bao gồm Trương Hồng Hải, xin lỗi, Trương Hồng Tài, Phước Quý Sàng và Trần Vũ Phước. Như vậy là một trận đấu cũng đã được bắt đầu. Chúng ta có thể thấy được các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc họ đã tràn lên tấn công ngay ở những phút đầu tiên, ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay bao gồm trọng tài Nguyễn Thành Vũ, trọng tài Nguyễn Thế Bảo và trọng tài Nguyễn Danh Tuấn. Đường xuyên lên trên khai. Pha lao ra của thủ thành Lê Hậu bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Sau tình huống lao vào vừa rồi thì thủ thành Lê Hậu đang bị đầu. Đường xuyên dài của các cầu thủ áo trắng lên tuyến trên dành cho số 18 Triệu Xuân Linh. Ở bảng tổng sắp sau vòng 4, các cầu thủ Sahako họ dẫn đầu bảng với 10 điểm có được. Tiếp theo sau đó là câu lạc bộ Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau trận đấu vừa được diễn ra vào lúc 12 giờ cũng tại nhà thi đấu Futsal quận 8 thì vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cũng đã có phần thay đổi. Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu sau khi có được trận thắng 3-1 trước các cầu thủ Hà Nội FC. Và bây giờ thì ở trận đấu ngày hôm nay, trận đấu hiện tại mà tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi, các cầu thủ Thái Sơn Bắc họ đang đẩy cao đội hình để tấn công. Lúc này trên bảng tổng sắp thì Thái Sơn Bắc họ đang đứng ở vị trí thứ tư và họ xếp trên Tân Hiệp Hưng. Bóng Tân Hiệp Hưng đang xếp ở vị trí thứ năm, Thái Sơn Bắc họ có được 5 điểm và Tân Hiệp Hưng họ cũng đang có được 5 điểm. Nhưng Tân Hiệp Hưng họ xếp sau do thua về chỉ số phụ. Đây là Tấn Đồng. Như thường lệ, Tấn Đồng vẫn là cầu thủ đeo chiếc băng đội trưởng của đội bóng Tân Hiệp Hưng.
Đặng Đồng rất hay, đây là Minh Quảng, không được. Tình huống chạm bóng không thành công của Minh Quảng. Ngày hôm nay thì giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra hai cặp đấu. Trận đấu đầu tiên đã khép lại giữa Thái Sơn Nam và Hà Nội FC. Trận đấu hiện tại mà tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi là trận đấu giữa Tân Hiệp Phương và Thái Sơn Bắc. Vào ngày mai sẽ diễn ra tiếp tục hai cặp đấu nữa. Saminet Khánh Hòa sẽ đối đầu với các cầu thủ Cao Bằng FC. Tại Nha Trang và VFDI Sông Hàn sẽ đối đầu với Sahako tại Tiên Sơn. Cả hai đội đều đặt quyết tâm ở trận đấu ngày hôm nay. Ở vòng đấu đầu tiên khởi tranh giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2023, các cầu thủ Tân Hiệp Phương họ đã trình diễn một lối đá cực kỳ khó chịu và họ đã khiến cho dàn ngôi sao của đội bóng Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với tỷ số là 2 đều sau khi khoảng thời gian hai hiệp kết thúc. Trong khi đó thì ở vòng đấu đầu tiên, các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc tại trận derby Futsal của Hà Nội thì họ cũng chia điểm với tỷ số 2 đều trước các cầu thủ Hà Nội FC. Các cầu thủ của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn đã có trận thắng đầu tiên ở vòng đấu thứ tư trong trận đấu mà Tân Phương đối đầu với Hà Nội FC. Ở trận đấu đó thì các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Phương họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 trước các cầu thủ Hà Nội FC. Các bàn thắng của Trần Gia Huy, Huỳnh Quốc Tâm, Vũ Ngọc Lân và Đào Minh Quảng đã giúp các cầu thủ áo đỏ giành được chiến thắng ở trong trận đấu đó. Trong khi đó thì với các cầu thủ Thái Sơn Bắc, họ cũng có được một chiến thắng tại vòng 3 trước các cầu thủ VFDI Sông Hàn. Đây là số 10 Thành Tín, đường truyền dành cho số 18 Triệu Xuân Linh. Đá phạt bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Lỗi tổng hợp đầu tiên nó thuộc về câu lạc bộ Tân Hiệp Phương. Trận thua duy nhất của hai đội bóng. Bên phía đội bóng Tân Phương họ để thua trước Sahako với tỷ số là 1-4. Trong khi đó thì tại vòng 4, các cầu thủ Thái Sơn Bắc họ cũng để thua Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 1-3. Có lỗi rồi. Đã phạt lên dành cho Thái Sơn Bắc. Người vừa bị phạm lỗi đó là số 19, vị trí của An Lâm Tới. An Lâm Tới cũng là cầu thủ ghi được một bàn thắng trong chiến thắng 3-1 tại vòng 3 của các cầu thủ Thái Sơn Bắc trước đội bóng VFDI Sông Hàn. Từ Minh Quang, An Lâm Tới, từ Minh Quang rất hợp lý. Đây là Xuân Linh. Cả hai đội vẫn đang thi đấu khá tốc độ. Không được. Cơ hội dành cho đội bóng đỏ, đường truyền dứt điểm ngay, không vào. Cú đá chân là của đội trưởng Tấn Đông bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Phương. Suýt chút nữa thì các cầu thủ đỏ họ đã có được cho mình bàn thắng mở tỷ số trận đấu nếu như pha ra chân của Tấn Đông chuẩn xác hơn. An Lâm Tới không, đây là vị trí của số 11 Vũ Ngọc Ánh. Lúc này đây thì bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc có hai cầu thủ để mái tóc màu bạch kim, đó là số 11 Ngọc Ánh và số 19 đó là An Lâm Tới. Và thể hình của hai cầu thủ này cũng khá giống nhau. Vừa rồi thì bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc, An Lâm Tới đã rời sân để nhường lại vị trí cho Vũ Ngọc Ánh. Cầu thủ vừa bị đau trong trận đấu vừa rồi đó là Tư Minh Quang. Lúc này đây thì Minh Quang đã có được 3 bàn thắng dành cho Thái Sơn Bắc ở các vòng đấu thứ nhất, vòng đấu thứ 3 và vòng đấu thứ 4 thì Từ Minh Quang đều đã tỏa sáng. Rất khéo léo.
Ngọc Ánh. Đây là vị trí của Minh Quang, vẫn là Ngọc Ánh. Rất bình tĩnh. Của Ngọc Ánh. Thanh Tín. Vẫn là Thanh Tín. Thanh Tín cũng có được một bàn thắng dành cho Thái Sơn Bắc ở vòng đấu thứ 3. Cú dứt điểm đưa bóng đi trên công dọc, pha ra chân là của Từ Minh Quang. Vẫn còn. Trọng tài đã cắt còi. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Tình huống tỉ đè rất hay của pivot bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng, vị trí của số 9 của Ngọc Lân. Như vậy trọng tài xác định đó là lỗi của các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng. Như vậy cho đến thời điểm này, đây đã là lỗi tổng hợp thứ 3 của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Cú ra chân. Tình huống dứt điểm của số 11, vị trí của Vũ Ngọc Ánh. Như vậy trước đó thì trọng tài xác định có lỗi của pivot mã số 9 bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng, vị trí của Ngọc Lân. Cơ hội vẫn còn, không vào. Và dứt điểm là của Vũ Ngọc Lân. Bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Trương Văn Thành bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Sau khoảng thời gian ít phút của hiệp 1, thế trận nó thuộc về các cầu thủ áo trắng bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Thì bây giờ các cầu thủ Thái Sơn Bắc họ cũng đã dần bắt nhịp được với trận đấu ngày nay. Lúc này họ đang chơi song phẳng với các cầu thủ của đội bóng Thái Sơn Bắc đại diện đến từ miền Bắc. Hai đội bóng đều sẽ phải nỗ lực để có thể tìm kiếm 3 điểm tiếp theo của giải vô địch quốc gia Busan HD3. Cú dứt điểm, không vào, vào. 1-0. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, và đó là vị trí của số 11 Vũ Ngọc Ánh. Một cú đặt lòng quá gọn gàng của Ngọc Ánh đánh bại thủ thành Huỳnh Lê Văn Hậu. Xin là vị thủ thành Huỳnh Văn Lê Hậu. 1-0 dành cho Thái Sơn Bắc. Bàn thắng đến khá sớm dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đó là một pha phối hợp rất hay của đội bóng áo trắng và một cú dứt điểm rất chuẩn xác của là màn áo số 11 Vũ Ngọc Ánh. Đường truyền. Đường truyền vừa rồi là của số 7 Gia Huy. Trọng tài đã cắt còi. Đá phạt sẽ dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Một thế trận đang rất nóng ở trong sân lúc này. Ở trên khán đài lúc này các khán giả cũng đang ngồi khá đông ở hai vị trí khán đài. Lúc này một cầu thủ của đội bóng áo trắng, đội bóng Thái Sơn Bắc đang bị đau và phải nằm sân. Người đang bị đau đó là Vũ Ngọc Ánh, cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi ở tình huống đá phạt của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Lợi thế nó đang dành cho Thái Sơn Bắc. Chắc chắn là các cầu thủ áo trắng họ cần phải tập trung ở trong tình huống này để có thể bảo vệ được thành quả. Lỗi tổng hợp đầu tiên của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Lúc này đây thì Vũ Ngọc Ánh vẫn còn đang tỏ ra khá đau đớn. Như vậy Ngọc Ánh sẽ tạm thời rời sân để nhường lại vị trí cho Thân Văn Phan. Đứng trước bóng lúc này đang là số 15 Công Hải của Tân Hiệp Hưng. Đường chuyền ngang, cú dứt điểm. Bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn đối phương. Cú ra chân vừa rồi là của số 7 Trần Gia Huy bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng. Ở vòng đấu thứ 4, vòng đấu mà Tân Hiệp Hưng họ đã giành chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ Hà Nội FC, thì Gia Huy cũng góp một bàn thắng. Vẫn còn Công Hải. Pha phối hợp không thành công của các cầu thủ đó.
Vị trí phi sâu của Tăng Thành Phương lúc này đang là số 8 Quốc Tâm. Và tỷ lệ khá hay, vẫn còn rất hay. Đường xuyên cú dứt điểm không vào. Và đá chân là của Văn Phàng. Văn Phàng đã có một tình huống dứt điểm rất căng sau pha chuyền bóng của đồng đội. Tình huống tỷ lệ rất hay của Nguyễn Đa Hải. Một thế trận không hề dễ dàng dành cho huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn cùng các học trò. Các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc họ đang trình diễn một lối đá pressing cực kỳ khó chịu cho đến thời điểm này. Bóng lại về chân của các cầu thủ trắng. Văn Phàng, vẫn là Văn Phàng. Quang Vinh, vẫn là Lê Quang Vinh. Số 8 đang là người đeo chiếc băng đội trưởng của Thái Sơn Bắc ở trận đấu ngày hôm nay. Trong khi đó thì đội trưởng của Tăng Vân đó là vị trí của số 20 Tấn Đồng. Một pha đưa bóng lên trên quá đơn giản dành cho Lê Hậu. Đây là số 8 Quốc Tâm. Vẫn còn đường chuyền ngang không vào. Bóng vừa rồi đã đập cột dọc quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Hiệp Vân. Và ngay lập tức câu trả lời đến từ vị trí của Thân Văn Phàng, nhưng pha dứt điểm lại không thành công. Mặc dù vậy, pha ra chân vừa rồi cũng mang về một quả đá phạt góc dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Cơ hội bị bỏ lỡ rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Vân trước đó. Dứt điểm không vào. Một cú ra chân cực kỳ chất lượng đến từ vị trí của số 18 Triệu Xuân Linh, nhưng không có được bàn thắng dành cho Thái Sơn Bắc trong pha bóng vừa rồi. Và dàn xếp đá phạt ở tình huống đá phạt góc của các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc chưa thể giúp cho đội bóng trắng có được bàn thắng thứ hai. Thành Tín lúc này đây thì An Lâm Tới đã trở lại đội hình của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. An Lâm Tới, Minh Quang, đường chuyền của Thành Tín, Lâm Tới và đưa bóng vào trong. Đá phạt góc sẽ dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Lợi thế một bàn thắng đã đang giúp cho các cầu thủ áo trắng chơi cực kỳ hưng phấn lúc này trước đối thủ Tân Hiệp Hưng. Trong năm 2022 thì hai đội bóng đã gặp nhau 3 lần. Cú dứt điểm tiếp tục sẽ là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Thành Tín sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Chân trái, cú bắt vô lề khá tốt của số 12 vị trí của Từ Minh Quang. Không được, vẫn đang làm tới Minh Quang. Vẫn là Minh Quang. Chắc chắn là các cầu thủ đó họ cần phải dè chừng vị trí của số 12. Thêm một pha ra chân chất lượng nữa của Minh Quang. Và nếu như lần này Lê Hậu không chơi tập trung thì rất có thể sẽ là một bàn thắng nữa dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Hai cú ra chân chuẩn xác của Từ Minh Quang nhưng không đánh bại được thủ thành Lê Hậu của Tân Hiệp Hưng. Như chúng tôi đã nói trước đó thì Từ Minh Quang đã có được 3 bàn thắng cho đến thời điểm này. Vẫn là cú ra chân của số 12 bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đường chuyền bóng đi cắt ngang mặt khung thành của thủ môn Trương Văn Thành. Vừa rồi là nỗ lực đi bóng ở khu vực hành lang biên và tung ra một pha căng ngang. Tình huống xử lý của Văn Sàng rất hay. Cơ hội, cú dứt điểm của An Lâm Tới vẫn chưa đủ khó để có thể đánh bại được Lê Hậu. Đây là số 13 Tấn Phát. Đường chuyền đá biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 tại trận đấu lượt về của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2022,
các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng họ đã giành chiến thắng 5-1 trước các cầu thủ của đội bóng Thái Sơn Bắc. Ở trận đấu lượt đi thì hai đội bóng hòa nhau với tỷ số là 1-1 vào ngày 7 tháng 1 năm 2022, đó là trận đấu lượt đi tại giải vô địch Futsal HD Bank 2022. Trong khi đó thì tại cúp quốc gia năm 2022, các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc họ đã giành chiến thắng đậm trước Tân Hiệp Hưng với tỷ số là 8-2. Cú dứt điểm và đã chân không thành công của số 22 vị trí của Văn Sang. Những nỗ lực tấn công của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đá biên dành cho các cầu thủ áo đỏ lúc này. Đội trưởng mang áo số 8 Quang Vinh của Thái Sơn Bắc đã trở lại đội hình. Văn Sang. Đường truyền của số 13 Tấn Phát. Đó là Tấn Phát. Rất hay. Không được. Và tiếp bóng hơi thiếu cảm giác một chút đến từ vị trí của Công Đại. Văn Sang đang bị đau bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Có vẻ như Văn Sang sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Xuân An bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng cũng đã được huấn luyện viên tung vào sân lúc này, và vị trí tiếp theo đó là vị trí của Đào Minh Quảng cũng sẽ chuẩn bị vào sân để thay thế cho Văn Sang. Minh Quảng cũng là cầu thủ đã có được 2 bàn thắng tại giải đấu năm nay, trận đấu ở vòng 1 trước đối thủ Thái Sơn Nam, Minh Quảng là cầu thủ đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Hưng ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Trong khi đó thì ở vòng 4, Minh Quảng cũng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 4-2 trước đối thủ Hà Nội FC. Trận đấu sẽ được trở lại và tiếp tục. Quang Vinh không được. Và xử lý vừa rồi là của Minh Hiếu. Hai vị trí ala của Thái Sơn Bắc lúc này đang là Ngọ Minh Hiếu và An Lâm Tới. Không được. Lực thoát khỏi sinh không thành công của Nguyễn Đa Hải. Minh Quang Lâm Tới. Còn đây là vị trí của số 11 Vũ Ngọc Ánh. Vũ Ngọc Ánh. Ngọc Ánh đang là chủ nhân của bàn thắng duy nhất ở trận đấu lúc này. Chúng ta đã cắt coi. Đã phạt lên dành cho Tân Hiệp Hưng. Đội trưởng Tấn Đông của Tân Hiệp Hưng trở lại đội hình. Và số 14 Trịnh Quang Vinh cũng đã được công vào sân. Tấn Đông. Còn là Tấn Đông. Không được. Và đường bóng lên trên là hơi khó dành cho vị trí của Minh Quảng. Lúc này đây thì đội tổng hợp của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng đang là 3 và đội tổng hợp của các cầu thủ Thái Sơn Bắc là 2. Tấn Đồng vẫn còn cơ hội dứt điểm. Cú chích mũi không thành công của phi sô mang áo số 8 đội trưởng Lê Quang Vinh. Tấn Đồng đồng không kịp, bóng về chân của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Ngọc Ánh
Đường truyền là hơi non, cơ hội. Trọng tài đã cắt còi. Chắc chắn sẽ có thẻ. Trọng tài cũng đã cầm trắng chiếc thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Chiếc thẻ vàng có vẻ nó đang dành cho Ngọ Minh Hiếu, cầu thủ mang áo số 14. Tấn Đồng đang là người đứng trước quả đá phạt. Tấn Đồng đó là đường truyền và dứt điểm, đưa bóng đi trên công dọc. Tình huống dứt điểm cuối cùng đến từ vị trí của Trịnh Quang Vinh. Xuân An tiếp tục trở lại đội hình của Tân Hiệp Hưng lúc này. Văn Phạm, Quang Vinh, đây là số 12 từ Minh Quang, rất hay. Quang Vinh vẫn còn, không được. Pha chạm bóng không thành công đến từ vị trí của Triệu Xuân Linh. Xuân An, Tấn Đồng, Quang Vinh muốn xử lý rất nguy hiểm, cơ hội dành cho cao thủ trắng. Cú dứt điểm không thành công và ra chân vẫn tiếp tục đến từ vị trí của Triệu Xuân Linh. Quang Vinh cú dứt điểm bằng chân trái không thành công, vẫn còn Tấn Đồng, vẫn là Tấn Đồng, đường chuyền ngang, cơ hội bằng con dành cho Tân Hiệp Hưng, không được. Một cầu thủ của Thái Sơn Bắc đang bị đau và phải nằm sân. Người đang bị đau đó là số 18 Triệu Xuân Linh. Xuân Linh sẽ tạm thời rời sân để nhường lại vị trí cho Nguyễn Thừa Đạt. Một tình huống trả bóng fair play của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Tỷ số cho đến thời điểm này vẫn đang tạm thời là 1-0 nghiêng về Thái Sơn Bắc, với pha làm bàn duy nhất của mang áo số 11 của Ngọc Ánh bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Quang Vinh, Tấn Đồng, Xuân An, và vẫn tiếp tục rất hay. Xuân An đường truyền vào, một bóng quá hay đến từ vị trí của Xuân An. Cầu thủ mang áo số 18 đã có một pha xử lý rất hay. Cứ tưởng chừng trong tình huống vừa rồi thì bóng đã trôi hết được biên dọc, nhưng Xuân An đã nỗ lực với một pha xử lý bóng, ngay sau đó là pha phối hợp với đồng đội và pha kết thúc cuối cùng đã mang về bàn thắng gỡ hòa dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng 1-1. Trận đấu lúc này vẫn đang diễn ra quá hay. Thái Sơn Bắc vẫn đang chơi tấn công đầy tốc độ, trong khi đó thì với Tân Hiệp Hưng họ vẫn đang chờ đợi những thời cơ, và một trong những thời cơ vừa rồi thì số 18 Xuân An của đội bóng đỏ đã thành công với tình huống dứt điểm chuẩn xác, đưa bóng vào lưới, đánh bại thủ thành Trương Văn Thành. Cơ hội Băng Con, cơ hội Quang Vinh, không vào. Pha thoát xuống vừa rồi đến từ Trịnh Quang Vinh. Hơi đáng tiếc là pha kết thúc cuối cùng của Quang Vinh vẫn chưa đủ độ khó để có thể đánh bại được Văn Thành. Thủ môn của Thái Sơn Bắc cũng đã lao ra rất kịp thời trong pha bóng vừa rồi.
vào như không còn góc sút để cho Quang Vinh có thể dứt điểm. Tấn Đồng, Xuân An và xử lý bóng an toàn của Xuân An. Xuân An đang bị đầu. Như vậy là lúc này thì Xuân An sẽ phải rời sân bàn thắng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng sau mở tỷ số của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Phương. Và sau bàn thắng giúp cho đội bóng áo đỏ gỡ hòa, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, thì Xuân An lúc này sẽ phải tạm thời rời sân. Gia Huy sẽ là cầu thủ vào sân để thay thế cho Xuân An bị đầu trước đó. Và chúng ta cùng quay trở lại với quả đá biên dứt điểm, cú đá chân của Văn Thân. Xin lỗi, cú đá chân vừa rồi là của số 3, vị trí của Thân Văn Phan. Thành Tín đường truyền, đó là Thành Tín, không được, đường truyền không chính xác hướng đến vị trí của Thân Văn Phan. Đá biên trở lại dành cho các cầu thủ đỏ của Tân Hiệp Hưng. Pivot Vũ Ngọc Lân tiếp tục trở lại đội hình của Tân Hiệp Hưng lúc này. Văn Phan, Văn Thành, cú chơi đến từ xa, bóng đi hơi cao so với khung thành của Lê Hậu. Tấn Đồng, không được, tình huống che chắn và tỷ đà không thành công đến từ vị trí của Vũ Ngọc Lân. Và người có phải trả bóng cuối cùng đó là Thành Tín, phi sô của Thái Sơn Bắc. Quả đá biên dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng lúc này. Gia Huy vẫn đang là Gia Huy. Tấn Đồng, không được, phản công, bóng vẫn trong tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Nhưng lúc này đây, quả đá biên nó sẽ dành cho Thái Sơn Bắc. Lúc này đã là lỗi tổng hợp thứ tư của các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Trong khi đó Tân Vân họ đang mắc ba lỗi tổng hợp. Văn Phan, Văn Phan, không được, tình huống xử lý hơi thiếu cảm giác đến từ vị trí của Từ Minh Quang. Gia Huy rất hay, Gia Huy vẫn còn có lỗi rồi. Văn Phan buộc phải phạm lỗi với Gia Huy trong pha xử lý vừa rồi. Tình huống xử lý rất khéo léo của cầu thủ áo số 7 bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Lỗi tổng hợp thứ 5 của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Thừa Đạt sẽ rời sân bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Và người được tung vào sân đó là pivot mang áo số 23, vị trí của Nguyễn Đa Hải. Công Hải cũng đã có được một bàn thắng ở mùa giải năm nay. Bàn thắng ở vòng đấu thứ hai trước các cầu thủ Cao Bằng FC. Trận đấu mà đội bóng Tân Hiệp Hưng đã hòa nhau với tỷ số là 2-2 trước đội bóng Cao Bằng FC với tỷ số là 2-2. Ở trận đấu đó thì hai cầu thủ ghi bàn bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng đó là số 14 Trịnh Quang Vinh và số 15 đó là vị trí của Nguyễn Công Hải. Gia Huy tạm thời rời sân để nhường lại vị trí cho đồng đội. Người được tung vào sân đó là Trịnh Quang Vinh.
dứt điểm đường truyền chứ không phải là một pha ra chân của Trịnh Quang Vinh. Không được, đá biên dành cho Thái Sơn Bắc. An Lâm tới và đưa bóng lên chân rất an toàn. Đây là Lê Hậu, Công Hải rất hay, Ngọc Lân đường truyền không được và tiếp bóng hơi thiếu cảm giác của cầu thủ đó. Đa Hải chân trái, cú dứt điểm không thành công của pivot máu số 23. Đa Hải và xoay trở rất hay, tình huống căng ngang là khá tốt nhưng không có một chiếc bóng áo trắng nào có thể ập vào dứt điểm sau tình huống đưa bóng ngang của Minh Hiếu. Như vậy là chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho số 23 Nguyễn Đa Hải. Quốc Tâm, phải là Quốc Tâm đá biên dành cho Tân Hiệp Hưng. Vẫn còn Ngọc Lân, phải là Ngọc Lân, Ngọc Lân phản công ngang không vào, phản công dành cho Thái Sơn Bắc. An Lâm tới không vào, pha ngoặt bóng nhưng dứt điểm chưa thành công của số 19 bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Đá biên dành cho đội bóng trắng. Công Hải đang bị đầu, có vẻ sẽ là hội ý dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc xin hội ý. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những tính toán đến từ huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, đó là ông Costa Russia Victor. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Quả đá biên lúc này sẽ dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đa Hải cú dứt điểm, vẫn là Đa Hải. Thêm một pha dứt điểm tốt nữa của Đa Hải và vừa rồi có vẻ như bóng đã liếm vào sàn ngang. Một bóng rất nguy hiểm. Quả đá biên dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Đường truyền của Tấn Phát. Bây giờ thì quả đá biên nó sẽ trở lại dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Thành Tín. Đường truyền vừa rồi là của Ngọ Minh Hiếu. A Lâm tới. Đa Hải rất nỗ lực. Bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Lê Hậu. Quốc Tâm, Vũ Ngọc Lân, vẫn là Vũ Ngọc Lân đường xuyên dứt điểm. Goal!
hơi bất ngờ với pha dứt điểm vừa rồi của số 13, vị trí của Phạm Tân Phát. Tỷ số được nâng lên 2-1 dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Một pha làm tường và đường chuyền hay đến từ vị trí của pivot Vũ Ngọc Lân. Và pha dứt điểm rất bất ngờ đến từ vị trí của số 13, ở vị trí của Phạm Tân Phát. Nhìn vào thế trận và nhìn vào tỷ số cho đến thời điểm này, chúng ta có vẻ như cũng sẽ hơi bất ngờ một chút. Thế trận có vẻ nó đang thuộc về các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Nhưng bàn thắng dẫn trước lúc này nó đang dành cho Tân Hiệp Hưng. Sự hiệu quả nó đến dành cho huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn, dành cho các học trò của ông. Và càng ngang khá nguy hiểm, bóng đi ra ngoài mép lưới. Ở trong ít phút vừa qua thì các cầu thủ áo trắng họ tấn công nhiều hơn, họ dứt điểm nhiều hơn, nhưng họ bất ngờ lại để cho đối thủ chọc thủng lưới. Và bàn thắng vẫn đến ở khu vực hành lang cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Tân Hiệp Hưng, nơi mà trước đó các cầu thủ đỏ họ đã có được bàn thắng sau màn tỷ số 1-1. Rất khéo từ Minh Quang. Văn Phan, đây là đội trưởng mang áo số 8 Lê Quang Vinh của đội bóng trắng. Vẫn là Quang Vinh, không được. Tình huống cắt bóng an toàn của số 22 Văn Sang bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Trịnh Quang Vinh tiếp tục trở lại đội hình của đội bóng áo đỏ. Xuân An và Vân Phát đang giúp cho Tân Hiệp Hưng có một cuộc loại ngược dòng trước đối thủ Thái Sơn Bắc lúc này. Xuân An gỡ hòa, Vân Phát nâng tỷ số. Các học trò của huấn luyện viên Costa Garcia cần phải dè chừng ở những pha lên bóng chuyển trạng thái của Tân Hiệp Hưng. Pha lên bóng nó đang tỏ ra quá lợi hại lúc này. Quang Vinh, các cầu thủ trắng họ cũng đang có phần chơi chậm lại một chút. Rất hay, không được, và xử lý không thành công của Xuân Linh. Pivot máu số 18 đã không có được một đường truyền hay là một pha dứt điểm. Tấn Đồng đã tỏ ra kinh nghiệm cho pha bóng vừa rồi. Quang Vinh, vẫn là Quang Vinh. Văn Phàng, Văn Phàng. Và đội bóng lên trên an toàn. Quả đá biên sẽ dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Thời gian của hiệp đấu thứ nhất cũng không còn nhiều. Quang Vinh, Xuân An, rất hay, không được. Và bóng cuối cùng thì Văn Sang không thể vượt qua được Ala Thân Văn Phàng bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Tình huống phòng ngự tốt của Văn Phàng. Trong tình huống vừa rồi thì Tấn Đông đã thoát xuống ở vị trí cột 2. Rất may là Văn Phàng bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc đã có mặt kịp thời để giải nguy.
Nếu để cho các cầu thủ áo đỏ thoát đi và tung một đường truyền về phía trước cột 2 thì sẽ rất nguy hiểm dành cho khung thành của thủ môn Trương Văn Thành. Rất hay. Như vậy sẽ là quả đá biên dành cho Tân Hiệp Hưng. Thời gian còn lại là 29 giây. Chúng ta có thể thấy sự không hài lòng đến từ huấn luyện viên Acosta Russia với các học trò của mình. Xuân An, Lê Hậu, và bóng bóng của thủ môn Trương Văn Thành. Quả đá phạt góc lúc này nó sẽ dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Như vậy sẽ là hội ý dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Ở hai vòng đấu đầu tiên, cả Tân Hiệp Hưng và Thái Sơn Bắc họ đều chỉ có được hai trận hòa và chỉ có được 2 điểm mà thôi. Trong khi ở vòng 3, các cầu thủ Tân Hiệp Hưng họ thất bại trước Sahako với tỷ số là 1-4. Thì ở trận đấu đó, các cầu thủ Thái Sơn Bắc họ lại giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 trước các cầu thủ GFDI Sông Hàn. Và phải đợi đến vòng đấu thứ 4 thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn họ mới có thể ăn mừng với chiến thắng 4-2 trước câu lạc bộ Hà Nội FC. Và ngược lại thì ở vòng đấu thứ 4, các cầu thủ Thái Sơn Bắc họ đã để thua câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 1-3. Trận đấu sẽ được tiếp tục quay trở lại với quả đá phạt góc của các cầu thủ bên phía đội bóng đỏ, đội bóng Tân Hiệp Hưng. Đội trưởng Trần Thắng Đông sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho Tân Hiệp Hưng lúc này. Cú dứt điểm. Cú bắt vô lê không thành công của Văn Sang. Bóng đi quá cao so với khung thành của thủ môn Trương Văn Thành. Thành Tín, Văn Phàng, Thành Tín, Quang Vinh, đường chuyền hay, vẫn còn. Quang Vinh. Như vậy là lúc này thì thời gian của hiệp 1 đã hết. Tỷ số đang tạm thời là 2-1 nghiêng về câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Thái Sơn Bắc họ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Vũ Ngọc Ánh. Nhưng sau đó thì hai cái tên Nguyễn Xuân An và Phạm Tấn Phát của đội bóng Tân Hiệp Hưng đã ghi hai bàn thắng để giúp cho đội bóng áo đỏ tạm thời dẫn trước đối thủ Thái Sơn Bắc với tỷ số là 2-1. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút để đến với hiệp 2 của trận đấu này.
xin gửi lời chào đến quý khán giả truyền hình thân mến. Chúng ta cùng quay trở lại với nhà thi đấu Futsal quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để cùng theo dõi diễn biến hiệp 2 trận đấu thuộc vòng 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2023. Cuộc đối đầu giữa hai câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng và câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Quý thí điểm lại là những tình huống tấn công ngay ở những phút đầu tiên của hiệp đấu, giống như cái cách mà các cầu thủ Thái Sơn Bắc họ đã làm ở trong hiệp đấu thứ nhất. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống dứt điểm rất căng của số 9 bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Đó là vị trí của Hoàng Sĩ Linh. Đường truyền vẫn còn, bóng nằm gọn trong tay của Lê Hậu. Hiệp đấu thứ nhất tạm thời khép lại thì các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn họ đang tạm thời dẫn trước Thái Sơn Bắc với tỷ số là 2-1. Mặc dù các cầu thủ trắng họ là đội bóng có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Minh Quang. Anh Tín rất hay, không được, và phòng ngự kịp thời đến từ vị trí của Xuân An. Tấn Đồng vẫn đang là cầu thủ chơi phi sổ. Xuân An và số 14 Trịnh Quang Vinh sẽ là hai cầu thủ trẻ, là lúc này đây người đang chơi cao nhất trên hàng công. Vị trí pivot của Tân Hiệp Hưng đang là số 12 Đào Minh Quảng. Trong khi đó thì vị trí phi sổ của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc lúc này vẫn đang là số 10, vị trí của Nguyễn Thành Tín. Đánh đầu không được, cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của Thái Sơn Bắc, vị trí pivot đang thuộc về số 23, vị trí của Nguyễn Đà Hải. Rất khéo, cú dứt điểm đưa bóng đi trên công dọc. Tiếp tục là tình huống ra chân của cầu thủ mang áo số 9 Hoàng Sĩ Linh bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Thành Tín, từ Minh Quang, vẫn là Thành Tín. Hoàng Sĩ Linh, đường truyền không thành công của cầu thủ mang áo số 9. Vẫn còn. Và trẻ trắng vừa rồi là của Đào Minh Quảng bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng. Tấn Đồng, đường truyền là hơi non, cơ hội vẫn tiếp tục dành cho Xuân An. Cú chích vừa nhảy, một pha dứt điểm ngay hết sức bất ngờ đến từ vị trí của Xuân An. Cứ ngỡ đó sẽ là một đường truyền ra biên dành cho đồng đội, nhưng Xuân An đã quyết định dứt điểm ngay. Và sau cú ra chân thì bóng đã đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Trương Văn Thành bên phía Thái Sơn Bắc. Vẫn là pha khắc bóng của Xuân An, đường truyền ngang, cơ hội tấn công không vào, và vẫn tiếp tục đường truyền không vào. 2-1 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Xin lỗi, 3-1 dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Hưng, và đó là pha làm bàn của Xuân An. Cầu thủ số 18 Nguyễn Sơn Thanh ghi bàn cho đội Tân Hiệp Hưng. Tỷ số thành công, câu lạc bộ tỷ số là 3-1. Câu lạc bộ Thái Sơn Bắc 1. Trước đó thì pha dứt điểm của số 12 Đào Minh Quảng đã không thể vượt qua được các cầu thủ hàng phòng ngự của Thái Sơn Bắc. Nhưng ngay sau đó bóng lại tiếp tục về vị trí của các cầu thủ đó. Và một pha dứt điểm bóng hơi lập bập của Xuân An. Bóng đã từ từ đi vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Trương Văn Thành, mang về bàn thắng thứ ba dành cho Tân Hiệp Hưng. An Lâm tới. Lợi thế hai bàn thắng, cách biệt hai bàn thắng dành cho Tân Hiệp Hưng lúc này. 3-1. Ngọ Minh Hiếu. An Lâm tới. Vẫn là Minh Hiếu, đường truyền, cơ hội dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc, không vào. Cú ra chân là của số 18 Triệu Xuân Linh, bóng đã đi hơi trên công dọc. Không được, và tỷ lệ không thành công của Đào Minh Quảng, vẫn còn, vẫn đang số 12. Vẫn Minh Quảng, bóng về chân Quang Lâm tới, và thu hồi bóng tốt của cầu thủ áo số 19.
Đường truyền là của đội trưởng Quang Vinh. Ngọ Minh Hiếu. Vẫn là Ngọ Minh Hiếu. Quang Vinh cầm được. Tình huống phòng ngự tốt là của Tấn Đồng. Một cầu thủ áo đỏ đang bị đầu. Như vậy là lúc này đây có vẻ như cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hưng sẽ phải rời sân bằng cắn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng thứ ba của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hưng với cú dứt điểm của Xuân An. Bóng lọt qua hai cầu thủ, xin được bóng lọt qua phi sô mã áo số 10 Thành Tín và thủ thành Trương Văn Thành của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại những diễn biến chính của trận đấu với quả đá biên của các cầu thủ áo trắng bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đường truyền không được, không có gì khó khăn dành cho Lê Hậu. Quả ném bóng rất mạnh và hơi khó dành cho Công Hải trong tình huống vừa rồi. Cơ bị bỏ lỡ rất đáng tiếc của các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú dứt điểm bằng chân trái của Ngọ Minh Hiếu. Không có được bàn thắng trong hiệp số thứ hai dành cho Thái Sơn Bắc trong hòa bóng vừa rồi. Cú dứt điểm rất căng của An Lâm tới nhưng bóng đã đi hơi trên cột dọc. Tới cơ hội đường truyền không, đó là một cú dứt điểm, cú ra chân của số 14, vị trí của Ngọ Minh Hiếu. Lúc này thì Minh Hiếu cũng sẽ tạm thời rời sân. Cơ hội vào 2-3, tỷ số được tạm thời được nâng xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Người có tình huống ghi bàn thứ hai dành cho Thái Sơn Bắc đó là đội trưởng Quang Vinh. Tỷ số được tạm thời rút ngắn xuống còn 2-3, khoảng cách chỉ còn lại là một bàn. Thời gian của hiệp đấu thứ hai nó vẫn còn khá nhiều dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đây là đội trưởng phi sô mang áo số 8 Lê Quang Vinh, cầu thủ đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số thứ hai dành cho Thái Sơn Bắc lúc này. Rất hay, bóng vẫn tiếp tục trong cuộc. Đường chuyền không thành công. Pha chuyền bóng vừa rồi đến từ vị trí của Công Hải và sau pha chuyền bóng vừa rồi, Công Hải đang bị đầu. Có vẻ như Công Hải đang gặp vấn đề ở gối. Công Hải vẫn đang tỏ ra khá đau đớn trong tình huống vừa rồi.
Trên khán đài có rất đông các cổ động viên đang theo dõi trực tiếp trận đấu này. Một trận đấu quá hay cho đến thời điểm hiện tại. Cả Tân Hiệp Hưng và Thái Sơn Bắc họ vẫn đang chơi tấn công. Hai đội đều đã có được cho mình những bàn thắng. Và chắc chắn một điều rằng các khán giả vẫn đang mong chờ những bàn thắng tiếp theo đến từ phía các cầu thủ Tân Hiệp Hưng cũng như là Thái Sơn Bắc. Tỷ số là 3-2 và ở mặt sân chơi Phú San. Tỷ số này vẫn chưa phải là an toàn dành cho các cầu thủ đỏ, các cầu thủ Tân Hiệp Hưng. Và phản công của các cầu thủ Thái Sơn Bắc rất hay. Dứt điểm. Cú đá chân không thành công của số 19 vị trí Quang Lâm tới. Quả đá biên lúc này sẽ dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Lâm tới. Đá biên vẫn dành cho các cầu thủ áo trắng. Dứt điểm. Và dứt điểm của đội trưởng Quang Vinh vẫn là hơi nhẹ so với thủ thành Lê Hậu. Đây là Gia Huy phản công dành cho Tân Hiệp Hưng. Gia Huy. Cú dứt điểm không thành công của Gia Huy. Đa Hải. Nỗ lực không thành công của pivot mặc áo số 23 vị trí của Đa Hải. Gia Huy. Ngọc Lân. Ngọc Lân. Vẫn là Ngọc Lân rất nỗ lực. Pha cân ngang thì lại hơi cao. So với đà văng vào của Gia Huy. Như chúng tôi đã giới thiệu trước đó thì vào năm 2022 hai đội đã gặp nhau 3 lần. Một trận thắng dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc tại cúp quốc gia với tỷ số là 8-2. Một trận thắng dành cho câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng tại lượt về của giải vô địch Futsal HD Bang năm 2022. Trận đấu mà Tân Hiệp Hưng đã đánh bại Thái Sơn Bắc với tỷ số là 5-1. Và ở trận lượt đi của giải đấu năm ngoái thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số là 1-1. Thành Tín. Vẫn là Thành Tín. Đường đưa bóng lên trên dành cho vị trí của Đa Hải. Vẫn là Đa Hải, không được. Cho đến thời điểm hiện tại thì cả hai đội đều chưa mắc phải lỗi tổng hợp nào cả. Quốc Tâm trở lại vị trí phi sô bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Trong khi đó thì lúc này vị trí phi sô của đội bóng áo trắng, đội bóng Thái Sơn Bắc đang là Thanh Tín. Minh Quảng. Là vì đó là vị trí của Từ Minh Quảng. Minh Quảng vẫn còn. Đường chuyền. Phản công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Một tình huống mà Gia Huy đã chủ động đưa bóng ra biên. Cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng, đội bóng Thái Sơn Bắc đang bị đau và phải nằm sân. Bị đau trong tình huống trước đó là số 9 Hoàng Sĩ Linh bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Như vậy người được tung vào sân lúc này là Thân Văn Phan, cầu thủ áo số 3 bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Một pha trả bóng fair play của Từ Minh Quang. Văn Sang. Đường chuyền về là của số 3 Đinh Bộ Thành. Không được. Đá biên bây giờ vẫn đang dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đội bóng áo trắng họ vẫn đang nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng
quan trọng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Dứt điểm. Và dứt điểm là khá căng. Còn tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Xin lỗi, dành cho các cầu thủ trắng của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Cú đá chân vẫn tiếp tục đến từ các cầu thủ Thái Sơn Bắc nhưng vẫn chưa thể có được pha dứt điểm chuẩn xác. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Nguyễn Thành Tín. Pha áp sát không được. Nỗ lực áp sát không thành công của Đa Hải. Thần Vân Phan sẽ là người thực hiện quả đá biên. Đa Hải. Đó là Đa Hải. Đường chuyền ngang. Và cắt bóng hay của các cầu thủ đó. Có lỗi rồi. Lỗi tổng hợp đầu tiên của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Tấn Phát. Tấn Phát là cầu thủ đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho các cầu thủ Tân Hiệp Hưng ở trong hiệp thi đấu thứ nhất. Còn là Tấn Phát. Pha phối hợp không thành công của các cầu thủ áo đỏ. Từ Minh Quang. Đường chuyền khá hay. Văn Phan. Thành Tín. Vẫn là Thành Tín. Thân Văn Phan. Và đi bóng khá khéo léo. Bóng vẫn đang trong sân của các cầu thủ áo trắng. Vẫn còn. Và đưa bóng lên trên rất an toàn. Từ Minh Quang. Đó là Minh Quang và trả bóng về an toàn. Đường chuyền lên trên là không chuẩn xác của thủ môn Trương Văn Thành. Tổ đấu tiếp theo bên phía câu lạc bộ Tân Hưng, đội trưởng Tấn Đông trở lại và Văn Sang cũng đang tiếp tục với vai trò là pivot bên phía đội bóng đỏ. Văn Sang. Tình huống xử lý là của Xuân An. Lúc này đây Xuân An đã có được cho mình cú đúp bàn thắng. Vẫn là Xuân An rất khéo léo, có lỗi rồi. Lỗi tổng hợp thứ hai của các cầu thủ Thái Sơn Bắc sẽ là một quả đá phạt dành cho Tân Hiệp Hưng. Trước bóng lúc này đang là đội trưởng Trần Tấn Đồng và số 18 Nguyễn Xuân An. Cú dứt điểm. Trọng tài đã cắt còi. Đã phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc đã có lỗi tác động của các cầu thủ đó. Chuyện là của Quang Vinh, Ngọ Minh Hiếu. Vẫn là Quang Vinh. Và áp sát của Tấn Đồng. Nhưng bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ trắng. Khoảng trống dành cho Ngọ Minh Hiếu. Minh Hiếu không vượt qua được cầu thủ đó. Và xe trắng của Xuân An.
Ngọc Minh Hiếu vừa quyết định đột phá nhưng không thành công. Quang Vinh, Minh Hiếu, vẫn là Minh Hiếu, đường xỉa bóng chưa đến được vị trí của đồng đội với đường truyền của Ngọc Minh Hiếu. Cú dứt điểm thẳng của An Lâm tới. Vừa rồi thì chúng ta đã cắt còi quả đá biên, bây giờ sẽ trở lại dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Tỷ số lúc này vẫn đang là 3-2 nhưng về các cầu thủ đó, thời gian vẫn còn dành cho các cầu thủ áo trắng bên phía Thái Sơn Bắc. Trọng tài vừa cắt còi đã có lỗi của số 19 An Lâm tới. Như vậy là chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho An Lâm tới. Trọng tài Thành Phú đã tỏ ra rất nghiêm khắc trong vòng bóng vừa rồi. Đồng Xuân An, bóng về chân của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Ngọc Minh Hiếu đường truyền vẫn còn, pha che chắn hay, có lỗi rồi, một pha xoay trở rất khéo léo của số 19 đó là An Lâm tới, buộc các cầu thủ đó phải phạm lỗi. Nếu để cho Lâm tới thoát đi trong tình huống vừa rồi sẽ là một cơ hội rất rõ ràng dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Bên trong đồng đội cũng đã có một bước di chuyển và chờ sẵn. Đá phạt dành cho các cầu thủ áo trắng. Và đây sẽ là cơ hội dành cho câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Đó là đường truyền không vào, và dứt điểm cuối cùng đến từ vị trí của Nguyễn Thành Tín. Tấn Đồng, Xuân An vẫn còn, đá biên dành cho Tân Hiệp Hưng. Văn Sang, Xuân An, cú dứt điểm này của Xuân An, thằng bóng đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Trương Văn Thành. Ở trận đấu ngày hôm nay thì huấn luyện viên Acosta Russia đăng ký hai thủ môn, đó là thủ môn Trương Văn Thành và thủ môn Nguyễn Văn Huy mang áo số 20. Trọng tài đã cắt còi. Như vậy sẽ là một quả đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra dành cho Xuân An. Có vẻ đó là lỗi phản ứng của các cầu thủ đó. Các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc họ càng phải chắc chiêu trong pha bóng này, đang có rất ít những cơ hội dành cho các cầu thủ trắng. Thời gian quay phải là còn hơn 8 phút dành cho những nỗ lực của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Khoảng thời gian còn khá dài dành cho những tính toán của huấn luyện viên Acosta Russia Victor. Đường trung bóng lúc này đang là Từ Minh Quang. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Minh Quang sẽ có thể thực hiện thành công ở tình huống này không. Minh Quang không vào. Cú dứt điểm bằng chân trái khá tốt của Từ Minh Quang.
nhưng chừng đó là chưa đủ để cho số 12 có được bàn thắng. Quả đá phạt góc bây giờ sẽ dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng, đội bóng Thái Sơn Bắc. Không được. Pha bắt vô lê không thành công của đội trưởng áo số 8 Lê Quang Vinh của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Bóng tiếp tục trở về tầm kiểm soát của Tân Hiệp Vân. Tấn Đồng và đường bóng lên trên không thành công. Đây là Đa Hải. Đa Hải đường xuyên. Cơ vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ áo trắng. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của Từ Minh Quang. Đường xuyên đưa bóng về vị trí cột 2 quá thuận lợi, nhưng Minh Quang đã dứt điểm đưa bóng đi không thành công. Một cơ hội rất rõ ràng dành cho Minh Quang và các cầu thủ áo trắng của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, nhưng không có được bàn gỡ hòa 3 đều. Một thời cơ cực kỳ đáng tiếc. Pha đưa bóng lên trên thật sự là thiếu an toàn của đội trưởng Tấn Đồng bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Nhưng quá đáng tiếc dành cho Thái Sơn Bắc là họ lại không thể tận dụng thành công cơ hội vừa rồi. Một đường truyền quá thuận lợi của pivot Nguyễn Đà Hải dành cho vị trí của Từ Minh Quang. Vẫn còn cơ hội không được. Và tiếp bóng không thành công của Hoàng Sĩ Linh. Tình huống che chắn không thành công của số 12 bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng. Đó là vị trí của Đào Minh Quảng. Nhưng ngay sau đó thì các cầu thủ trắng họ đã tung ra một đường chuyền lỗi. Đá biên bây giờ trở lại dành cho Tân Hiệp Hưng. Rất hay. Vẫn còn. Dứt điểm. Và dứt điểm không thành công. Tình huống xử lý khá hay. Cơ hội phản công dành cho Thái Sơn Bắc. Không được rồi. Cú dứt điểm. Và ra chân là của số 9 Hoàng Sĩ Linh. Và thoát xuống rất nguy hiểm. Bóng tiếp tục. Không được. Đường chuyền không thành công của Từ Minh Quang. Cơ hội dành cho đội trưởng mang áo số 8 Lê Quang Vinh, nhưng Quang Vinh đã dứt điểm không thành công trong tình huống vừa rồi. Một cầu thủ áo trắng đang bị đau. Đang làm tới tiếp tục được huấn luyện viên Acosta Gracia tung vào sân lúc này. Và Thân Văn Phan cũng là cái tên tiếp theo được tung vào sân. Và Triệu Xuân Linh cũng sẽ chuẩn bị được tung vào sân. Và trả bóng fair play của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Đường truyền của Thành Tín vẫn còn. Dứt điểm. Cú đá sân đến từ vị trí của Vũ Ngọc Lân. Văn Thần. Thành Tín. Pha xoay trở. Muốn xoay trở không thành công của cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ đó đang có những phản ứng dữ dội.
sau pha bóng vừa rồi. Nhắc nhở với trợ lý huấn luyện viên bên phía câu lạc bộ Tam Phương. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại những diễn biến chính của trận đấu ngày hôm nay. Ngọc Lân, Ngọc Lân che chắn rất tốt. Gia Huy không được, hơi khó dành cho Ngọc Lân với đường truyền vừa rồi của Gia Huy. Đó là một pha xử lý khéo léo của Gia Huy. An Lâm tới rất hay, hơi đáng tiếc dành cho Triệu Xuân Linh. Cầu thủ áo số 18 đã không thể có được một pha thoát đi. Ngay sau đó thì bóng đã trôi hơi sâu. Vẫn còn Vũ Ngọc Lân, đường chuyền ngang khá hay dành cho Công Hải. Quốc Tâm, Gia Huy, đội trưởng Quang Vinh tiếp tục trở lại đội hình của Thái Sơn Bắc. Đây là cơ hội dành cho Ngọc Lân, chân trái cú dứt điểm không thành công của pivot mặc áo số 9 bên phía đội bóng Tam Hưng. Và sau cú đa chân vừa rồi thì Vũ Ngọc Lân đang bị đau. Ta sẽ cùng theo dõi lại nỗ lực dứt điểm trước đó của Ngọc Lân dẫn đến pha bóng sau đó thì pivot mặc áo số 9 của Tân Hưng đã bị đầu. Và như vậy là người vào sân để thay thế cho Ngọc Lân là pivot Đào Minh Quảng. Quang Vinh, dứt điểm, đường chuyền cắt vào, chưa để có được pha tiếp cận bóng của các cầu thủ bên phía đội bóng trắng. Pha căng ngang là của cầu thủ áo số 18 Triệu Xuân Linh và pha ập vào là của Từ Minh Quang. Nhưng Minh Quang đã không thể có được một tình huống lao vào để tiếp cận bóng và chiếc điểm. Minh Quang đá biên dành cho các cầu thủ trắng bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Như vậy lúc này đây thì huấn luyện viên Acosta Garcia đã quyết định cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc đá power play. An Lâm tới, Thành Tín, Thành Tín, khoảng cách chỉ là một bàn và có vẻ đây sẽ là một quyết định hợp lý của huấn luyện viên trưởng bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Nhưng với việc đá vào bọc này thì chắc chắn là các cầu thủ trắng họ cần phải cẩn trọng. Vào bọc này sẽ là một con dao hai lưỡi nếu như các cầu thủ áo trắng họ có pha xử lý bóng lỗi. Một tình huống đệm bóng của đội trưởng Quang Vinh. Các cầu thủ của Thái Sơn Bắc vừa rồi họ đã tìm ra được khoảng trống. Nhưng hơi đáng tiếc là pha đệm bóng của Quang Vinh đã đưa bóng đi trên cột dọc. Trước đó thì Quang Vinh đã có pha xử lý chuẩn xác để mang về bàn thắng thứ hai dành cho Thái Sơn Bắc, nếu là hy vọng dành cho các cầu thủ trắng. Và lúc này đây khoảng cách chỉ còn lại là một bàn và các cầu thủ của huấn luyện viên Acosta Garcia đang chơi power play. Thành Tín, An Lâm tới, không được. Huấn luyện viên Acosta
Russia vẫn đang tỏ ra không hài lòng với các học trò của mình. À làm tới. Vẫn là làm tới. Rất hay. Và giữ bóng rất tốt của Thành Tín trước đó. Từ Minh Quảng. Xin lỗi, vị trí của Từ Minh Quảng. Đó là Minh Quảng. À làm tới. Đây là đội trưởng Quang Vinh của Thái Sơn Bắc, Từ Minh Quang. An Lâm tới. Chưa có được những khoảng trống dành cho Thái Sơn Bắc lúc này. An Lâm tới. Vẫn là những tình huống mồi bóng liên tục của các cầu thủ trắng. An Lâm tới. Vẫn còn cơ hội, đường chuyền ngang. Khoảng trống. Quá đáng tiếc dành cho cơ hội vừa rồi của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Bóng được đưa về vị trí cột 2 một lần nữa và người kết thúc cuối cùng đó là số 10 Thành Tín, nhưng vẫn không có được bàn thắng gỡ hòa dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Hội ý dành cho các cầu thủ trắng lúc này. Ta sẽ cùng chờ xem những tính toán của huấn luyện viên Acosta Garcia. Các cầu thủ áo đỏ, các cầu thủ Tân Hiệp Vân họ vẫn đang nỗ lực để có thể bảo vệ được thành quả. Cả hai đội đều đang rất cần một chiến thắng để có thể tiếp cận được top đầu bảng xếp hạng lúc này. Nếu như một trong hai đội bóng Thái Sơn Bắc và Tân Hiệp Phương họ giành chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay thì đội bóng đó sẽ vươn lên vị trí thứ hai, tạm thời vươn lên vị trí thứ hai và sẽ gây áp lực lên các đội bóng ở top đầu. Lúc này đây đứng ở vị trí thứ ba đang là Savinet Khánh Hòa, đang có được 7 điểm. Nếu như một trong hai đội bóng Thái Sơn Bắc và Thành Phương họ giành được chiến thắng thì đội bóng đó sẽ có được 8 điểm. Lúc đó thì Savinet Khánh Hòa sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ từ. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai sẽ có thêm được bàn thắng nào dành cho một trong hai đội bóng hay không. À Lâm tới. Thành Tín. Lâm tới. Rất hay. Lâm tới. Cú dứt điểm không vào. Bóng đi trên công dọc sau tình huống dứt điểm vừa rồi của An Lâm tới. Một pha đẩy bóng và dứt điểm này hết sức bất ngờ của số 19 bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Vẫn chưa thể có được bàn gỡ hòa dành cho các cầu thủ áo trắng. Thời gian cuối phải là còn chưa đầy 2 phút. Như vậy là bây giờ thì các cầu thủ Thái Sơn Bắc họ mới xin hội ý. Trước đó là quyền hội ý của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Phương. Một bài toán về phương án tấn công và một bài toán về phương án phòng ngự dành cho hai đội bóng, dành cho hai huấn luyện viên lúc này.
phút hội ý đã hết và trận đấu sẽ được quay trở lại và tiếp tục. Như vậy lúc này đây, người đang khoác áo khác màu với vai trò là goalkeeper bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc đang là số 8, đội trưởng Quang Vinh. Thành Tín, vẫn là Thành Tín. Thành Tín không được, đường truyền không thành công. Cơ hội bây giờ dành cho Tăng Hiệp Hưng. Bóng trôi quá sâu rồi, không thể có một tình huống theo bóng của Vũ Ngọc Lân khi mà bóng đã trôi quá sâu. Một pha bóng mà nó khiến cho các cổ động viên của đội bóng áo trắng phải thót tim. Ngọc Lân dứt điểm không được. Anh Lâm tới, Thành Tín. Anh Lâm tới, vẫn còn, dứt điểm vẫn chưa thành công. Rất chủ động. Đá biên dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Thời gian của hiệp 2 chỉ còn 58 giây. Rất hồi hộp, khoảng cách chỉ là một bàn thắng mà thôi. Làm tới tiếp tục sẽ là bài đá vào bờ play của các cầu thủ bên phía đội bóng Thái Sơn Bắc. Thời gian là không còn nhiều dành cho đội bóng áo trắng lúc này. Cơ hội vẫn còn. Làm tới, các cầu thủ áo trắng họ cần phải khẩn trương hơn nữa. Vẫn còn, rất hay. Cơ hội đường chuyền, vẫn còn. Bóng vẫn tiếp tục. Chưa có được pha dứt điểm thành công của các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc trong pha bóng vừa rồi. Lê Hậu rất chủ động. Đá phạt dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Tân Hiệp Hưng. Một tình huống xử lý rất khôn ngoan đến từ vị trí của pivot Đào Minh Quảng. Thời gian hiệp 2 còn 21 giây mà thôi. Bóng đang là official Quốc Tâm. Vẫn còn. Bóng trở về tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng. Đang có những cái đầu nóng ở trong sân lúc này. Lúc này thì ban huấn luyện của hai đội bóng đã vào để can ngăn các cầu thủ ở trong sân. Rất căng thẳng. Ta sẽ cùng chờ đợi quyết định của tổ trọng tài. Hey,
Như vậy là một chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra. Như vậy chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho số 18 pivot Triệu Xuân Linh bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc. Trước đó có vẻ cũng đã có thêm một hình phạt dành cho cầu thủ bên phía đội bóng Tân Hiệp Hưng. Thời gian còn lại là không còn nhiều và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Thái Sơn Bắc họ sẽ có thể tìm kiếm được bàn thắng để đưa trận đấu trở về và xuất phát và giành lại được một điểm ở trận đấu ngày hôm nay hay không. Quang Vinh đường truyền vẫn còn, quá vào, bóng vẫn tiếp tục. Cơ hội không có gì khó khăn dành cho thủ thành Lê Hậu ở trong nỗ lực cuối cùng. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thái Sơn Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là trọng tài đã nói còi kết thúc trận đấu và xin chúc mừng chiến thắng dành cho câu lạc bộ Tây Phương. Quá đáng tiếc dành cho Thái Sơn Bắc ở pha bóng quyết định. Họ đã dứt điểm không thành công. Cú ra chân của cầu thủ áo trắng đã đưa bóng đi đúng vào vị trí đồng đội của mình. Tỷ số chung cuộc là 3-2 dành cho Tân Hiệp Hưng. Như vậy là lúc này đây Tân Hiệp Hưng họ sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở những vòng đấu sau và những vòng đấu tiếp theo của giải bóng đá Futsal HD Bang vô địch quốc gia năm 2023. Mm-hmm.